Reinvent Yourself or Die, đổi mới hoặc là chết, đã trở thành một trong châm ngôn sáng tạo của nhà Dell trong xuyên suốt hành trình của họ. Và chúng ta, những người dùng thì cũng đã phần nào cảm thấy được điều đó trong những dòng sản phẩm mới của nhà Dell trong năm nay. Ví dụ như là chiếc Dell XPS 13 Plus hay là chiếc laptop mà mình đang nói đến trong video ngày hôm nay. Đó chính là chiếc Dell XPS 13 2 trong 1 9315. Và nó đã đổi mới như thế nào? Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nhé. Và mình là Tiến Đa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ThinkPro. Thật ra thì đây không phải một sản phẩm mới của nhà Dell, mà đúng ra là nó đã được ra mắt cùng thời điểm với chiếc Dell XPS 13 Plus. Nhưng mà bởi vì vào thời điểm đấy, mọi sự chú ý, mọi ánh nhìn của truyền thông đều đã thu hút vào hết chiếc Dell XPS 13 Plus rồi, cho nên là chúng ta đã quên mất sự tồn tại của một siêu phẩm khác nữa. À mà tiện khi nhắc đến siêu phẩm, thì ThinkPro cũng đang có chương trình khuyến mại siêu khủng với toàn những siêu phẩm luôn, mà đảm bảo nhá, hàng chính hãng giá ngon bổ rẻ. Ví dụ, đây này, đây nữa. Ok, và chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược một chút về chiếc máy này nhé. Về thiết kế thì nhìn qua các bạn cũng đã có thể mường tượng ra được bên ngoài nó trông như thế nào rồi đúng không? Đặc biệt nhất có lẽ chính là phần viền kim loại được phủ thêm một lớp sợi carbon, khiến cho độ bền của nó cũng phải gọi là thuộc hàng đẳng cấp đấy. Nhưng mà hơi tiếc một chút, đó chính là chỉ có duy nhất một từ chọn màu sắc, đó chính là màu sky mà thôi. Trông thì có vẻ nặng bực, đường nét được làm vuông vức và dày bản, nhưng mà thực chất thì cân nặng của nó lại cực kỳ khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 736g mà thôi. Phía bên cạnh dưới sẽ là chấu nam châm để kết nối với bàn phím rời này. Bên trong phím sẽ còn được tích hợp phần nam châm giúp hỗ trợ điều chỉnh 3 góc lần lượt là 100 độ, 112,5 độ và 125 độ. Phía bên cạnh trên cũng sẽ có nam châm nhưng mà dùng để gắn bút stylus giống với iPad Pro. Mặt sau của máy sẽ có cụm camera đơn là 11 megapixel, quay được video 4K, còn ở mặt trước sẽ là webcam có độ phân giải là 1080p. Màn hình 13 inch cảm ứng và được bảo vệ bởi cường lực Gorilla Glass 7, độ phân giải 3K, tấm nền IPS tỷ lệ 3:2, độ sáng tối đa là 500 nits, cùng với đó là chuẩn display HDR400, hai cổng kết nối USB Type-C hỗ trợ giao đức Thunderbolt 4, dung lượng pin là 49,5 Wh, không phải là một con số quá lớn và chắc chắn là cũng không thể đem lại chúng ta một thời gian sử dụng quá là trâu bò được. Về cấu hình thì Dell sẽ cho chúng ta hai tùy chọn như thế này về CPU, RAM và SSD. Còn về đồ họa thì vẫn là đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Và đấy là tất cả những gì cơ bản chúng ta có thể biết được về dòng sản phẩm mới này của Dell. Nhìn chung thì đây là bước đi mới cực kỳ táo bạo của nhà Dell khi mà đã đem lại cho người dùng một trải nghiệm sử dụng nó gọn gàng hơn, nó tiện lợi hơn rất là nhiều nhờ việc là bỏ đi những cái ngôn ngữ thiết kế truyền thống, đưa cái thiết kế nó về gần hơn với tablet chứ không còn lấy laptop làm hình thái chủ đạo trước kia nữa. Và tại sao mình lại nói là cái trải nghiệm sử dụng của nó gần với tablet hơn? Đó chính là chiếc máy này mặc dù mang danh là một chiếc laptop 2 trong 1, nhưng mà bản base của nó sẽ chỉ có một mình chiếc màn hình mà thôi, sẽ không có bàn phím và bút đi kèm. Thứ hai, đó chính là nó có cảm biến vân tay một chạm và cả phiên bản sử dụng eSIM nữa. Và làm gì có một chiếc laptop nào lại cần sử dụng đến eSIM đúng không? Và việc chiếc tablet kia không đi kèm phím và bút, cho nên chúng ta sẽ phải bỏ ra thêm 100 đô nữa cho mỗi món để có thể có được một trải nghiệm hoàn hảo nhất của một dòng laptop 2 trong 1. Nhưng mà cũng may những gì mà số tiền 200 đô đó nó đem lại thì nó cực kỳ đáng giá. Đầu tiên là về thiết kế này, XPS Folio sở hữu một thiết kế khá là giống với bàn phím của chiếc Dell XPS 13 Plus, với keycap to hơn, vuông thành sắc cạnh hơn và cũng được đặt sát nhau tạo nên một cảm giác cực kỳ liền mạch và tinh tế, y như là trên những mẫu laptop đắt tiền. XPS Stylus cũng không hề làm chúng ta thất vọng khi mà nó mang lại một độ nhạy lực vô cùng là chính xác, không khác gì khi chúng ta đang vẽ trên giấy cả, lên đến 4096 điểm lực. Và việc sạc cũng vô cùng là đơn giản, các bạn chỉ cần đặt lên cạnh trên của máy, xong. Nhưng mà ngoài cái đáng giá đấy ra thì có một điều mà mình gọi là chưa được thực sự thích lắm ở cái combo này, đó chính là cái cơ chế thay đổi góc nghiêng. Cũng không phải là một vấn đề gì đó quá là to tát đâu, nhưng mà cũng chả ai muốn việc là mình bỏ ra một số tiền để mua một chiếc laptop cao cấp về, sau đó cái phần đẹp nhất của máy là cái logo XPS nó lại bị che mất cả. Mong rằng là Dell ở những phiên bản sau thì sẽ cải thiện hơn ở điều này, đừng để cho cái logo XPS nó bị che mất nữa. Một điều nữa cho thấy đây là một sản phẩm mang hơi hướng tablet nhiều hơn nhá. Trước đây thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng là những chiếc laptop 2 trong 1 của nhà Surface không phải là tablet bởi vì nó nặng gần 1kg và dày lên tới 9,3mm. Nhưng với chiếc máy đến từ nhà Dell thì đã hoàn toàn khắc phục được về hai điều này, 736g và 7,4mm mà thôi. Với cái kích thước và trọng lượng này thì nó đã tiến quá sát tới chiếc iPad Pro của nhà Apple rồi. Điều cuối cùng nữa dành cho ông nào bảo đây không phải là một chiếc tablet nhá, đó chính là tỷ lệ màn hình của chiếc máy này đã không được làm theo tỷ lệ phổ biến trên laptop nữa, mà nó là 3:2, tỷ lệ tiêu chuẩn cho chiếc tablet cao cấp. Việc mở rộng không gian làm việc và giải trí nhiều hơn chỉ trong chiếc máy 13 inch mà thôi đã khiến cho nó trở thành một thiết bị nó di động gần laptop rất là nhiều.
Mang cái gì di động hay laptop? Tablet chứ còn gì nữa. Tất nhiên là nó không hoàn toàn là một chiếc tablet, nó vẫn chỉ là một sản phẩm 2 trong 1 mà thôi. Nhưng mà nó đang thiên về tablet nhiều hơn. Và tiệu chung lại thì theo khách hàng mà chiếc Dell XPS 13 2 trong 1 9315 2022 này hướng đến, nó chính là những creator, những người có nhu cầu làm việc outdoor, những freelancer phải ra ngoài làm việc nhiều và yêu cầu một chiếc máy bền bỉ, một chiếc máy đủ mạnh để có thể hoàn thành công việc, một chiếc máy với đủ cả kết nối y như ở trên laptop và với một chiếc máy có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ làm việc khác nhau để có thể phù hợp được với đặc thù mỗi công việc. Và vừa rồi là ý kiến cũng như là những chia sẻ cá nhân của mình xoay quanh chiếc Dell XPS 13 2 trong 1 9315 2022 mà chuẩn bị lên kệ tại ThinkPro. Và nếu yêu thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của ThinkPro nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.